Mới đây, tin từ chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng chống dịch COVID-19 phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đóng trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh cho biết vừa phát hiện một chiếc ô tô 4 chỗ giấu một người Trung Quốc ở cốp xe để trốn lực lượng chức năng. Trước đó, vào lúc 20 giờ 15 phút tối 20 tháng 8, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch nêu trên, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô 4 chỗ chạy theo hướng Nam Bắc nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tài xế Nguyễn Bá Thuật, sinh năm 1994, ngụ xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, cho biết xe xuất phát từ tỉnh Đồng Nai để ra miền Bắc. Không dừng lại ở Hà Tĩnh, trên xe chỉ có 2 người, gồm Tài Thuật và người đi cùng là Đào Văn Hiển. Nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu Thuật mở cốp xe để kiểm tra, thì phát hiện có một người đàn ông đang nằm ở trong. Ngay lập tức, người đàn ông trên được yêu cầu ra ngoài. Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân thì người này không có. Lúc này, Thuật và Hiển mới thừa nhận cả hai được một người liên lạc qua điện thoại không biết tên, thuê chở người đàn ông trên, theo lời khai là người Trung Quốc, 33 tuổi, từ Đồng Nai ra Bắc Ninh với giá 5 triệu đồng. Thuật khai nhận việc cho người đàn ông này nằm trong cốp xe là nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản sự việc và đưa cả ba người vào khu cách ly tập trung. Theo dòng sự kiện, cách đây ít ngày, hai thanh niên từ khu vực vùng xanh tại quận Hải Châu, Đà Nẵng cố tình thông chốt kiểm dịch để ra ngoài mua rượu, bất chấp việc toàn thành phố Đà Nẵng đang thực hiện ai ở đâu thì ở đó, khiến dư luận xã hội bức xúc. Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã lập đề xuất xử phạt hai nam thanh niên cố tình vượt chốt kiểm dịch để ra đường mà không có lý do chính đáng. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 8, Huỳnh Quang T, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn P, sinh năm 1995, trú tại tổ 2, phường Hải Châu 1 rủ nhau đi mua rượu về nhậu. Tổ 2 phường Hải Châu 1 là vùng xanh không có dịch bệnh, được lập chốt kiểm dịch ở hai đầu, kiểm soát chặt chẽ người ra vào nên hai thanh niên trên không thể qua chốt. Khi bị kiểm tra giấy tờ, hai thanh niên không dừng xe mà tiếp tục tăng ga cố tình vượt qua chốt. Nhận tin báo của lực lượng trực chốt, công an phường Hải Châu 1 khẩn trương đến hiện trường ghi nhận. Bằng nghiệp vụ, lực lượng xác định được cụ thể nơi ở của hai thanh niên trên nên đến nhà mời đương sự lên trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, cả hai thừa nhận hành vi sai trái của mình. Việc đi mua rượu không thuộc các trường hợp cấp bách được ra đường khi Đà Nẵng thực hiện ai ở đâu thì ở đó. T và P bị đề xuất xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mới đây, mạng xã hội cũng lan truyền câu chuyện cảm động về tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người xót xa. Hồi đầu tháng 8 vừa qua, cô bé BKH 7 tuổi ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã phải theo ông bà ngoại vào bệnh viện điều trị vì dương tính với COVID-19. Tuy nhiên sau vài ngày bà ngoại em đã qua đời. Lúc này bé H cùng ông ngoại tiếp tục được đưa đến bệnh viện dã chiến số 4. Bé H gây ấn tượng với các bác sĩ điều trị cho em bởi sự kiên cường tự lập. Dù phải đi vào bệnh viện nhưng bé H không khóc cũng không lo lắng. Cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ và tự lập. Sau 15 ngày điều trị, bé H đã có kết quả âm tính và được xuất viện. Khi được đưa lên xe để về nhà, hình ảnh H đứng vẫy tay chào tạm biệt ông ngoại mãi không rời đi khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. Hy vọng ông ngoại H sẽ sớm khỏi bệnh và được ra viện đoàn tụ cùng cháu. Được biết, H có hoàn cảnh rất đáng thương, mẹ em mất sớm vì đột quỵ, cha thì không biết mặt, từ nhỏ H đã sống với ông bà ngoại. Trong hoàn cảnh này, khi bà ngoại đã mất còn ông ngoại vẫn chưa khỏi bệnh, H sẽ được đưa về nhà của một người họ hàng ở Long An nhờ trông giúp do gia đình không có người thân ở quận 8. Được biết, bé H đã được Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hành lý, đồ ăn và đưa về Long An. Những câu chuyện như bé H không hiếm trong đợt điều trị COVID-19 vừa qua. Được biết, số lượng bệnh nhi dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã vượt con số 100 bệnh nhân. Có những em bé vài tháng tuổi cũng nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ, trung bình. Hiện bệnh viện đang có 3 trẻ nguy kịch phải thở máy và 1 trẻ phải lọc máu can thiệp. Được biết, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi đang điều trị COVID-19 tại các bệnh viện. Hầu hết các em không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.